Xin chào tất cả mọi người, mình là Hồng Nhi, chào mừng mọi người đến vlog của mình. Hôm nay mình sẽ có một buổi phỏng vấn các bạn sinh viên đến từ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về một tuần lễ rất nổi tiếng ở Việt Nam. Các bạn có biết đó là tuần lễ gì không? Nếu muốn biết thì cùng nhau theo chân mình nhé. Let's go. Mở đầu cho chuỗi hoạt động của Festival Huế 2023 là chương trình khai mạc Festival Huế bốn mùa và lễ ban sóc diễn ra vào 8 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023 tại quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Trong đó, lễ ban sóc là lễ phát lệnh ngày xưa của triều Nguyễn. Lễ này được tổ chức thực sự quy mô vào đầu triều Minh Mạng. Câu hỏi tiếp theo đó là trong chuỗi sự kiện của Festival Huế 2023 vào ngày 14 tháng 1 thì có một cái nghi thức rất đặc biệt. Không biết tên là gì không nè? Lễ Thượng Tiêu là một lễ hội đặc trưng ngày Tết trong hoàng cung, ra đời theo phong tục cung đình ngày xưa của triều Nguyễn vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Lễ Thượng Tiêu với cây nêu dựng từ ngày 23 báo hiệu thời gian nghỉ Tết đã đến. Ngày mùng 7 tháng Chạp thì được gỡ xuống để thông báo kết thúc kỳ nghỉ. Khi đó tất cả dân chúng bắt đầu lại công việc. Và đây đã trở thành một tục lệ theo suốt chiều dài lịch sử nhà Nguyễn, đều đặn được thực hiện vào mỗi dịp Tết mỗi năm, với nền tảng là Hoàng Thành và Đại Nội Huế. Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã không ngừng nỗ lực phục dựng lại những ngày lễ hội truyền thống để giữ gìn bản sắc văn hóa và phục vụ khách du lịch. Gần đây nhất, trong chuỗi các sự kiện thuộc tuần lễ Festival Huế 2023, lễ đã được tổ chức ở Thế Tổ Miếu, Đại Nội Huế vào sáng ngày 14 tháng 1. Nếu bạn là người yêu thích áo dài, lễ hội quảng diễn áo dài mang tên Hương Sắc Huế chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Đến với sự kiện này, du khách được chiêm ngưỡng màn trình diễn đầy ấn tượng với những bộ áo dài đậm nét thanh lịch, sang trọng, quý phái đến từ các bộ sưu tập khác nhau. Hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của con người Huế, phụ nữ Huế qua những bộ sưu tập áo dài in dấu một thời vàng son, rực rỡ của kinh đô Huế. Bên cạnh đó, tiếp tục tạo sức lan tỏa về nét đẹp hình ảnh tà áo dài của người phụ nữ đến khắp nơi trên mọi miền. Cảm ơn bạn đã trả lời, để dành thời gian trả lời câu hỏi của mình. Bây giờ mình có món quà muốn tặng cho Như, đó chính là một chiếc laptop Acer. Đây, cảm ơn bạn rất nhiều. Đó chính là một chiếc laptop Acer. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye. Rồi, bây giờ hãy cùng theo chân mình vào trong trường để phỏng vấn các bạn sinh viên về Festival Huế 2023, lễ hội mùa hạ nhất. À, bạn ơi, bạn có thể dành ít thời gian để trả lời vài câu hỏi bên mình có được không? Rồi, đầu tiên bạn hãy giới thiệu một chút xíu về bản thân mình được không nè? Mình tên là Tường, mình học ở trường này ngành sư phạm tiếng Anh. Mình tên là Như Quỳnh, mình đến từ khoa sư phạm tiếng Anh. Bạn Tường, mình có một vài câu hỏi liên quan đến Festival Huế, thì không biết bạn đã nghe qua Festival Huế 2023 chưa ta? Mình có nghe qua rồi. Mình có nghe qua rồi. Ok, câu hỏi đầu tiên của bạn đó là Festival Huế 2023 lễ hội mùa hạ có chủ đề là gì?
chủ đề là Kinh Thành Tỏa Sáng đúng không? À, chính xác. Theo mình tìm hiểu thì chủ đề của lễ hội mang tên Kinh Thành Tỏa Sáng. Chính xác. Rồi, câu hỏi thứ hai là hoạt động nào là hoạt động nổi bật trong lễ hội mùa hạ của Festival Huế 2023? Theo mình nghĩ hoạt động nổi bật là tuần lễ Festival Nghề Truyền Thống Huế Tinh Hoa Nghề Việt. À, chính xác. Đó mình không biết. Rồi, không sao. Rồi, câu hỏi cuối cùng của bạn đó là với một tín đồ đam mê ẩm thực Huế thì lễ hội nào sẽ phù hợp nhất với họ? Theo mình thì có lễ hội ẩm thực mang tên chủ đề Tinh Hoa Nghề Bún. À, chính xác. Lễ hội Tinh Hoa Nghề Bún. À, chính xác. Cảm ơn bạn rất nhiều. Lễ hội ẩm thực chủ đề Tinh Hoa Nghề Bún là lễ hội nằm trong khuôn khổ của sự kiện Festival Nghề Truyền Thống Huế Tinh Hoa Nghề Việt. Nếu bạn là một người có đam mê về ẩm thực Huế thì chắc chắn không thể bỏ qua. Tại đây, du khách có cơ hội thưởng thức ẩm thực xứ Huế và những món ăn đặc trưng từ nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước. Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời bài câu hỏi bên mình. Thì mình có một cái phần quà để mình tặng cho bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để trả lời cho mình. Cảm ơn, bye bye. Rồi, cảm ơn người rất nhiều. Rồi, cảm ơn người rất nhiều, bye bye. Bye bye, bye. Festival Huế là một sự kiện đặc sắc và cũng là một nét đẹp văn hóa của cố đô Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Nếu có cơ hội, các bạn hãy đến Huế một lần để tham gia vào sự kiện đặc biệt này nhé. Mình là Hồng Nhi, cảm ơn các bạn đã xem vlog của mình đến tận giây phút bây giờ. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các vlog sau.